Thành cảm ơn quý vị khán giả đã tiếp tục đồng hành với bản tin của VTV Canada. Và ngay bây giờ sẽ là một số tin tức thế giới đáng quan tâm trong ngày. Mời quý vị cùng đón xem. Không kích đẫm máu tại tỉnh Eastern Ghouta gần thủ đô của Damascus của Syria. Vừa qua, nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11 đã quay lại được tàn cuộc của nhiều màn không kích đẫm máu nhắm mục tiêu vào hai thị trấn Duma và Misraba thuộc tỉnh Eastern Ghouta của Syria. Những đoạn video clip này đã được cơ quan dân phòng White Hamas cung cấp. Nhiều người dân bản xứ đã cùng các nhân viên cứu nạn nỗ lực đào bới đống đổ nát để đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Trong khi những đám khói đen nghi ngút liên tục bốc cao lên trời từ những tòa nhà ở Misraba. Thế theo báo cáo của Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc, có ít nhất là 8 người đã bị thiệt mạng tại Duma và Misraba. Nâng tổng số người tử vong tại tỉnh Eastern Ghouta trong suốt vài ngày qua đã lên mức là 23 người. Trong bối cảnh đây là cứ điểm cuối cùng do phe đối lập kiểm soát gần thủ đô Damascus, do đó có rất nhiều người đang lâm vào tình trạng nguy kịch, nên số người bị thiệt mạng hiện đang được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang. Cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người vô tội, đồng thời buộc hàng triệu người khác phải bỏ xứ ra đi, tạo nên một cuộc khủng hoảng người nhập cư tồi tệ nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn theo dự trù sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Hơn 20 người bị thương nặng trong vụ sập sàn nhà ở thành phố Tenerife của Tây Ban Nha. Đã có ít nhất là 22 người được cho là đã bị thương nặng vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11 sau khi mà sàn nhà bất ngờ bị sập bên trong một hộp đêm ở thành phố Tenerife thuộc quần đảo của Canary của Tây Ban Nha. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, giới chức trách đảo Canary cho biết có hai người đàn ông đến từ Pháp Quốc, một người phụ nữ mang quốc tịch Bỉ và một người đàn ông gốc Romania đã được xác nhận nằm trong số các nạn nhân. Tai nạn đã xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, khiến những người đang vui chơi trên sàn nhảy bị rơi xuống bên dưới ở độ cao đã lên đến 4 mét. May mắn không có bất kỳ một ai tử vong. Nguyên nhân khiến cho nhà sàn bị sập đang được giới hữu trách điều tra một cách tường tận. Tenerife là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Đây là một địa danh thu hút nhiều khách du lịch tới thăm, chỉ đứng sau Catalonia. Yemen đang rất cần hàng viện trợ nhân đạo. Một chiếc phi cơ chở theo 1.9 triệu liều vaccine phòng bệnh đã vừa hạ cánh xuống phi trường ở thủ đô Sana'a của Yemen vào hồi cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viết tắt là UNICEF cho biết số hàng viện trợ này không đủ để mà cung cấp cho toàn bộ cư dân sinh sống tại quốc gia bị chiến cuộc tàn phá nêu trên. Số vaccine này theo dự trù sẽ giúp cho 600.000 trẻ em tránh được những căn bệnh truyền nhiễm như là bạch hầu, lao và viêm màng não. Trong một tuyên bố đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô Amman của Jordan, giám đốc một chi nhánh ở Trung Đông của UNICEF, Giz Kapelier, cho biết việc Saudi Arabia phong tỏa các tuyến đường hàng không và hàng hải đã làm chậm trễ quá trình đưa hàng viện trợ đến cho người dân Yemen. Mới đây, thì chính phủ Saudi Arabia đã đồng ý mở cửa trở lại hải cảng Hodeidah để mà các cơ quan viện trợ có thể đưa nhu yếu phẩm vào Yemen bằng đường biển. Quyết định này của chính phủ Rizab đã được nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế hoan nghênh. Hiện tại thì có khoảng 7 triệu người dân ở Yemen đang phải đối mặt với nạn đói và cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ nhân đạo từ phía bên ngoài. Thái tử Saudi Arabia lên án vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập. Một trong những người có nhiều quyền lực nhất ở Saudi Arabia, tức là Thái tử Mohammed bin Salman, vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11 đã lên án vụ tấn công khủng bố nhằm mục tiêu vào một đền thờ Hồi giáo ở Ai Cập vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 tín đồ đang tham gia cầu nguyện ở bên trong. Phát biểu nêu trên đã được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh chống khủng bố do đích thân ông chủ tọa tại thủ đô Riyadh với sự tham dự của các giới chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng đến từ 40 quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số ở Trung Đông. Liên minh này cũng đã được Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia thành lập vào năm 2015 nhằm mục đích là đẩy lùi chủ nghĩa thánh chiến cực đoan như nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS.
Theo lời của Thái tử Mohammed thì các tổ chức khủng bố không chỉ tàn sát người vô tội mà còn làm tổn hại tới thanh danh của đạo Hồi. Iraq, Syria và Iran hiện không nằm trong liên minh chống khủng bố của Saudi, còn Qatar thì đang bị Riyadh và các đồng minh Ả Rập cô lập. Nhiều phụ nữ xuống đường biểu tình tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để lên án tình trạng bạo lực nữ giới. Có khoảng 2.000 người dân bản xứ, hầu hết đều là phụ nữ, đã cùng nhau xuống đường tuần hành tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để mà lên án tình trạng bạo lực nữ giới đang hoành hành trong xã hội hiện nay. Phong trào biểu tình nêu trên đã diễn ra trên suốt đoạn đường İstiklal với mục đích là đánh dấu ngày quốc tế chống lại sự bạo hành phụ nữ, vốn có chủ trương chống lại hành vi bạo hành phụ nữ. Cuộc tuần hành ban đầu đã bị cảnh sát ngăn cản, tuy nhiên là đã được nối lại ngay sau đó. Những người phụ nữ tham gia biểu tình cho biết họ cảm thấy rất bất mãn trước những chính sách trọng nam khinh nữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tình trạng tự do ngôn luận và nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ đang dần trở thành một mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những quốc gia Tây Phương. Kể từ khi giới lãnh đạo Ankara tiến hành trong một cuộc đàn áp sau màn đảo chánh bất thành vào hồi tháng 7 năm ngoái đến nay, hơn 50.000 người đã bị giam giữ chờ ngày xét xử và 150.000 người khác đã bị sa thải do bị tình nghi tham gia vào cuộc đảo chánh, cũng như là có liên hệ mật thiết với giáo sĩ Fethullah Gulen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước đây từng cho biết ông không tin vào việc bình đẳng giới tính. Bạo loạn tiếp tục nổ ra khi người dân xuống đường biểu tình tại Pakistan. Hàng chục cảnh sát viên và người biểu tình đã được xe cứu thương chở vào các bệnh viện ở thủ đô Islamabad của Pakistan để mà cấp cứu sau khi mà các nhân viên công lực xảy ra đụng độ với những nhà đấu tranh đang tham gia tuần hành chống chính phủ, bất chấp lệnh phong tỏa của các tuyến đường mà tòa án đã đưa ra. Truyền thông địa phương đã dẫn lời những người tham gia biểu tình cho biết có đến 4 người trong số các nhà đấu tranh đã bị thiệt mạng, nhưng mà phía cảnh sát lại bác bỏ thông tin này. Khi màn đêm buông xuống, có nhiều người đã tới biểu tình tại thị trấn Faizabad thuộc vùng ngoại ô của thủ đô Islamabad, bỏ mặc sự hiện diện của các cảnh sát viên. Nhiều người biểu tình quá khích đã dùng gậy đập phá xe cộ đang đậu trên đường tại một số khu vực gần thủ đô của Pakistan. Những nhà đấu tranh đến từ đảng Hồi giáo Tehrik-e-Labai, một tổ chức chính trị vừa mới được thành lập, trong suốt 2 tuần lễ vừa qua thì đã xuống đường biểu tình tại Islamabad để mà yêu cầu một nhà lập pháp từ chức vì ông này đã phỉ báng đạo Hồi. Chủ tịch Cuba Raúl Castro bỏ phiếu chọn ra người kế nhiệm trong một cuộc bầu cử mang tính lịch sử. Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã vừa được tháp tùng tới một địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Havana vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11 để chọn ra người kế nhiệm ông trong khuôn khổ của một cuộc bầu cử mang tính lịch sử. Ông Raúl Castro trước đây từng tuyên bố ông sẽ rời khỏi vị trí chủ tịch Cuba vào tháng 2 năm 2018. Từ nay cho đến đó thì Cuba sẽ tổ chức nhiều cuộc bỏ phiếu để mà chọn ra tân lãnh đạo tiếp theo. Người này được kỳ vọng sẽ không xuất thân từ gia đình của Castro, vốn đã lên nắm quyền Cuba trong suốt nhiều thập niên qua. Sau một cuộc bầu cử cấp địa phương vào ngày Chủ nhật, thì người dân Cuba sẽ tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử quốc hội. Quốc hội sẽ là người chọn ra tân phó chủ tịch và chủ tịch Cuba. Kết quả thăm dò dư luận đã cho thấy phó chủ tịch Miguel Díaz-Canel đang được kỳ vọng sẽ lên thay thế cho ông Raúl Castro. Tuy nhiên là tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra một cách chậm chạp vì ông Joe vẫn còn là một lãnh đạo của đảng Cộng sản Cuba. Tai nạn xe bus khiến cho 11 người bị thiệt mạng tại miền Nam Chile. Thưa quý vị, đã có ít nhất là 11 người được cho là đã bị thiệt mạng và khoảng 20 người khác đã bị trọng thương sau khi một chiếc xe bus chở theo 45 hành khách bất ngờ bị lật ở miền Nam Chile vào hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 11 vừa qua. Truyền thông địa phương loan báo, chiếc xe bus đã gặp tai nạn trên xa lộ 181 kết nối giữa hai thành phố Victoria và Curacautín thuộc tỉnh Araucania. Hầu hết những hành khách ngồi trên xe bus đều là những giới chức làm việc tại một trung tâm y tế gia đình. Số người bị thiệt mạng có thể sẽ gia tăng, do đó sẽ có nhiều người đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang được giới chức trách điều tra. Các phần tử khủng bố sát hại một binh sĩ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Trung Phi. Những chiến binh khủng bố vốn bị tình nghi theo đạo Thiên Chúa Giáo đã vừa
sát hại một binh sĩ người Ai Cập thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời khiến cho 3 sĩ quan khác bị thương tích trong một vụ tấn công tại Mạng Nam, quốc gia Cộng hòa Trung Phi vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11 vừa qua. Liên Hợp Quốc cho biết, vụ tấn công đẫm máu này đã được tiến hành tại thị trấn Gambo, cách Bengasi khoảng 100 km. Vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua, thì có đến 100 thường dân vô tội và 3 binh sĩ người Maroc đã bị quân khủng bố sát hại tại thị trấn Bengasi. Các vụ đụng độ bạo lực dữ dội đã xảy ra tại Cộng hòa Trung Phi giữa các chiến binh Hồi giáo, chủ yếu là liên minh của phe nổi dậy Seleska đã lật đổ Tổng thống François Bozizé vào năm 2013 và các nhóm dân quân Cơ Đốc giáo. Tình trạng đụng độ bạo lực suốt thời gian qua đã khiến cho hàng trăm ngàn người tử vong. Thưa quý vị khán giả, phần tin tức thế giới vừa rồi đã khép lại bản tin của VTV Canada ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả đối với chương trình của chúng tôi. Chúc cho quý vị có những ngày đầu tuần làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.